Thưa quý vị và các bạn, chiều nay đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, chủ trì hội nghị giao ban công tác tháng 5, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 6 năm 2024. Cùng dự có đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc của Tỉnh ủy, thường trực các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc. Phát biểu tại hội nghị, các đại biểu đánh giá cao Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm tháng 5, qua đó đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Nổi bật là đã tổ chức thông báo nhanh kết quả hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, tập trung cao cho công tác chuẩn bị và tổ chức tốt hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Giúp các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư và toàn thể nhân dân nắm được các nội dung cơ bản cốt lõi của quy hoạch tỉnh, nhằm thống nhất cao về nhận thức và hành động để triển khai thực hiện có hiệu quả quy hoạch, hướng tới mục tiêu xây dựng Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương với đặc trưng đô thị di sản thiên niên kỷ. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn cấp tỉnh năm 2024. Thường trực Tỉnh ủy cũng đã đi kiểm tra công tác phòng chống thiên tai tại các địa phương, tổ chức đoàn của tỉnh thăm chúc mừng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh và dự đại lễ Phật đản Phật lịch 2568, Dương lịch 2024, thăm và tặng quà các cháu thiếu nhi nhân dịp Ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6, chuẩn bị điều kiện tổ chức tuần du lịch Ninh Bình năm 2024 sắc vàng Tam Cốc Tràng An. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác tổ chức cán bộ được quan tâm chỉ đạo. Toàn tỉnh kết nạp được trên 1.250 đảng viên mới, đạt 56% kế hoạch, thành lập được 5 tổ chức đảng cho các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã tập trung lãnh đạo các địa phương, đơn vị, tiếp tục thực hiện đồng bộ hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu, phát triển kinh tế xã hội, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án trọng điểm, giải ngân vốn đầu tư công, xây dựng nông thôn mới, đẩy nhanh xây dựng đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2023-2025. Năm tháng qua, giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh ước đạt trên 39.700 tỷ đồng, tăng 63% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt trên 6.860 tỷ đồng, đạt 36,9% dự toán, tăng 6,4% so với cùng kỳ. Số khách đến các điểm tham quan du lịch trên địa bàn ước đạt 5,67 triệu lượt khách, doanh thu du lịch đạt trên 5.300 tỷ đồng, tăng 55,5% so với cùng kỳ. Văn hóa xã hội được đảm bảo, quốc phòng an ninh được tăng cường, công tác xây dựng chính quyền, tư pháp, dân tộc, cải cách hành chính, thu hút đầu tư, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng được tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả. Chỉ số PCI năm 2023 của tỉnh xếp thứ 19 với 67,83 điểm, tăng 25 bậc so với năm 2022. Các đại biểu cũng phân tích làm rõ nguyên nhân những khó khăn vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 5 và đề xuất một số giải pháp để lãnh đạo chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2024. Trong đó đề nghị cần tập trung tháo gỡ khó khăn phục hồi tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm cho người lao động, đảm bảo thu ngân sách, tập trung quyết liệt giải quyết dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng, phục vụ triển khai các dự án, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, quản lý tốt hoạt động tôn giáo, công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Quan tâm thực hiện hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên, trong đó cần đảm bảo về số lượng, chất lượng, cơ cấu. Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đoàn Minh Huấn nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong tháng 6, trong đó đề nghị cần quan tâm sâu sát hơn để các nhóm vấn đề còn vướng mắc tháo gỡ như công tác giải phóng mặt bằng, quản lý đất đai, quản lý đô thị, quản trị từ sớm từ xa các vấn đề liên quan đến lĩnh vực kinh tế xã hội. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu cần tập trung làm tốt công tác bảo vệ môi trường, rà soát kiểm tra kỹ lưỡng, thực hiện tốt công tác phòng chống cháy nổ, đảm bảo an toàn thực phẩm, tăng cường công tác quản lý tôn giáo, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo. Liên quan đến công tác tổ chức xây dựng Đảng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh cần xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, trước mắt cần tập trung chỉ đạo xây dựng dự thảo các văn kiện chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Đẩy mạnh các giải pháp hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên đi đôi với nâng cao chất lượng, tăng cường quản lý đảng viên, tiếp tục quan tâm đào tạo bồi dưỡng cán bộ. Bên cạnh đó cũng cần tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, công tác quản lý quy hoạch, đảm bảo an ninh quốc phòng. Sáng nay tại nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh, Liên đoàn quần vợt Việt Nam, Cục Thể dục thể thao phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức khai mạc giải quần vợt vô địch đồng đội trẻ quốc gia năm 2024. Đồng chí Tống Quang Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đã tới dự.
Tham dự giải có tổng số gần 200 vận động viên đến từ 12 đoàn tuyển của các tỉnh, thành phố và ngành trong cả nước. Đây là giải thể thao quy mô lớn nằm trong hệ thống thi đấu của Liên đoàn Quần vợt Việt Nam. Giải gồm các nội dung đồng đội nam, đồng đội nữ lứa tuổi U12, U14, U16 và U18. Các trận đấu sẽ tiến hành theo thể thức chuyên nghiệp 3 trận thắng 2. Đối với đội tuyển quần vợt Ninh Bình tham dự giải với tổng số 11 vận động viên thi đấu ở 4 nội dung. Giải đấu là dịp quảng bá giới thiệu tiềm năng thế mạnh về kinh tế xã hội và các danh lam thắng cảnh di tích lịch sử văn hóa của tỉnh tới bạn bè trong nước. Thông qua giải nhằm đánh giá kết quả công tác đào tạo trẻ, vận động viên thể thao của các địa phương, đơn vị, động viên thúc đẩy phát triển phong trào thể dục thể thao nói chung, môn quần vợt nói riêng. Kết thúc giải, Liên đoàn Quần vợt Việt Nam sẽ lựa chọn các vận động viên tiêu biểu, thành lập đội tuyển tham gia các giải quần vợt quốc tế. Sau lễ khai mạc, đã diễn ra các trận đấu ở nhiều nội dung lứa tuổi khác nhau. Giải diễn ra từ ngày 3 đến ngày 9 tháng 6 năm 2024. Sáng nay, huyện Yên Mô phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức lễ phát động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới, tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam, Ngày Đại dương Thế giới năm 2024 với chủ đề Phục hồi đất, chống hạn hán và sa mạc hóa. Tới sự có đồng chí Nguyễn Cao Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ban ngành đoàn thể của tỉnh, các huyện, thành phố. Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Cao Sơn nhấn mạnh, Ngày Môi trường Thế giới năm nay với chủ đề Phục hồi đất, chống hạn hán và sa mạc hóa mang một ý nghĩa rất quan trọng trong công tác bảo vệ môi trường nhằm kêu gọi các quốc gia trên toàn cầu cùng chung tay hướng tới những mục tiêu phục hồi đất đai, chống sa mạc hóa và khả năng chống hạn, làm chậm quá trình biến đổi khí hậu, bảo vệ tự nhiên, tăng cường sinh kế và an ninh lương thực cho hàng tỷ người trên toàn thế giới. Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các sở ban ngành đoàn thể các địa phương, các tổ chức cá nhân và doanh nghiệp hãy có những hành động thiết thực để giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường, bảo vệ biển và đại dương, khai thác sử dụng bền vững tài nguyên nói chung và tài nguyên biển nói riêng. Nhất là tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật, quản lý nguồn tài nguyên đất, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước một cách hợp lý, tăng mật độ cây xanh, trồng rừng và bảo vệ rừng để làm tăng nguồn nước ngầm, chống xói mòn, canh tác nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp thông minh, sử dụng hợp lý phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật, chống thoái hóa đất, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu và xâm nhập mặn. Mặt khác, đẩy mạnh xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường, huy động tối đa các nguồn lực của xã hội nhằm thực hiện có hiệu quả công tác này, hoàn thiện cơ chế chính sách khuyến khích các doanh nghiệp, cộng đồng dân cư, tổ chức cá nhân trong và ngoài nước tham gia đầu tư cho công tác bảo vệ môi trường, nhất là các dịch vụ thu gom, vận chuyển, tái chế, xử lý chất thải, liên kết các tỉnh để bảo vệ môi trường sinh thái, bảo vệ nguồn nước, đẩy mạnh cung cấp thông tin môi trường, đưa nội dung bảo vệ môi trường vào sinh hoạt thường xuyên của khu dân cư để người dân được chủ động tham gia giám sát các hoạt động, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên môi trường biển đảo trên địa bàn tỉnh. Đồng chí tin tưởng với tinh thần cầu thị, sự đoàn kết thống nhất nỗ lực, Ninh Bình sẽ đạt được những thắng lợi nhất định trong công tác bảo vệ tài nguyên và môi trường, bảo vệ vùng biển của tỉnh. Mỗi người dân, doanh nghiệp và các tổ chức trong xã hội sẽ là những hạt nhân tích cực và hăng hái, đóng vai trò quan trọng trong tiến trình giảm thiểu ô nhiễm nhựa, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, đồng thời phát huy các tiềm năng lợi thế của biển, thực hiện phát triển kinh tế theo hướng bền vững, tạo tiền đề cho Ninh Bình tiến gần đến mục tiêu xây dựng một thành phố trực thuộc Trung ương theo đặc trưng đô thị di sản thiên niên kỷ. Dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Cao Sơn, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường đã trao thùng phân loại rác thải tại nguồn cho huyện, đồng thời tham gia hưởng ứng hoạt động ra quân dọn vệ sinh môi trường, thu gom rác thải hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới, tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Đại dương Thế giới năm 2024 tại khu vực trung tâm huyện. Thời gian tới, Yên Mô tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, tổ chức cá nhân, các phòng, ban ngành, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội và toàn thể nhân dân có những hành động thiết thực bảo vệ môi trường, cũng như bảo vệ chủ quyền vùng biển, hải đảo của Tổ quốc, quyết tâm xây dựng huyện sáng, xanh, sạch đẹp, thân thiện với môi trường. Đảng ủy Quân sự thành phố Tam Điệp vừa tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác quốc phòng quân sự địa phương 6 tháng cuối năm 2024. 6 tháng đầu năm, Đảng ủy Quân sự thành phố đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo thực hiện có hiệu quả công tác quốc phòng quân sự địa phương, làm tốt chức năng tham mưu cho Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố, lãnh đạo chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc,
tham gia các hội thi, hội thao đều đạt thành tích cao, thực hiện tốt các khâu, các bước trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng và chính sách hậu phương quân đội, tổ chức thành công đại hội thi đua quyết thắng giai đoạn 2019-2024, thường xuyên nâng cao chất lượng sẵn sàng chiến đấu, duy trì nghiêm chế độ trực ban, trực chỉ huy và công tác huấn luyện. Hội nghị đã đề ra nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, trong đó tập trung tổ chức tốt các hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 30 năm Ngày hội Quốc phòng Toàn dân, thực hiện tốt nhiệm vụ chuẩn bị diễn tập chỉ huy một bên một cấp trên bản đồ, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, các đơn vị đứng chân trên địa bàn, sẵn sàng tham gia phòng chống cháy nổ, cháy rừng và phòng chống thiên tai khi có tình huống xảy ra, đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng, duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Tuần du lịch năm nay diễn ra vào đúng dịp cánh đồng Tam Cốc bước vào thời kỳ đẹp nhất. Do đó, du khách về với Ninh Bình được chiêm ngưỡng cánh đồng rực rỡ sắc vàng, hòa quyện với núi xanh mây trắng, sông nước hiền hòa nơi đây làm nên bức tranh say đắm lòng người. Trên cơ sở cảnh quan thiên nhiên sẵn có và truyền thống cấy lúa lâu đời, người nông dân xã Ninh Hải đã sáng tạo nên một cánh đồng nghệ thuật độc đáo mà mỗi năm lại mang một diện mạo mới. Đây chính là điểm nhấn thu hút du khách về với tuần du lịch Ninh Bình. Năm nay, du khách đến với Tam Cốc đều cảm thấy bất ngờ và ấn tượng với vẻ đẹp của cánh đồng với tạo hình mục đồng thổi sáo. Chúng tôi không biết trước là sẽ có lễ hội diễn ra, nhưng khi đến đây, không khí thật rộn ràng, nhiều màu sắc. Cánh đồng lúa thì tuyệt đẹp, chúng tôi chưa từng thấy điều này. Chúng tôi sẽ quay lại nơi đây. Đặc biệt, năm nay là lần đầu tiên Ninh Bình tổ chức lễ rước 63 thuyền chở lễ vật gồm những sản vật đặc trưng của các vùng miền trên cả nước dâng lên thần nông. Năm nay tham gia du lịch tôi cảm thấy rất là vui, nó có nhiều cái mới. Tôi là chở đặc sản Ninh Bình là khoai lang Hoàng Long. Mong muốn là sang năm lúa được nhiều bội thu và nhiều du khách đến càng đông hơn. Xuôi theo dòng sông Ngô Đồng ngập sắc vàng là hoạt động thực cảnh tái hiện lại lối canh tác xưa, quá trình sản xuất lúa gạo của người Việt, lễ mừng lúa mới, cùng nghi thức lễ tế mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống, qua đó gửi gắm ước nguyện một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, tôn vinh nét đẹp nghề nông của người nông dân đồng bằng Bắc Bộ nói chung và Ninh Bình nói riêng. Các hoạt động trên được tái hiện với sự tham gia của hơn 2.000 người dân trong vùng lõi di sản. Dự kiến trong 8 ngày diễn ra sự kiện tuần du lịch Ninh Bình năm nay, toàn tỉnh ước đón khoảng 300.000 lượt khách, tăng 75% so với cùng kỳ năm ngoái. Với việc tích cực làm mới các hoạt động và sản phẩm đang khẳng định được sức hút lớn của sắc vàng Tam Cốc Tràng An đối với du khách trong nước và quốc tế. Tuần du lịch Ninh Bình năm 2024 với chủ đề Sắc vàng Tam Cốc Tràng An với nhiều nét mới đã thu hút rất nhiều du khách trong và ngoài nước. Bên cạnh việc sẵn sàng cơ sở vật chất, các nhà hàng, khách sạn, đơn vị kinh doanh ăn uống còn đặc biệt quan tâm đến vấn đề an toàn thực phẩm, lan tỏa giá trị ẩm thực của vùng đất di sản. Các trang thiết bị, dụng cụ chế biến sạch sẽ, thực phẩm được tuyển chọn kỹ lưỡng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, quy trình xử lý, chế biến món ăn được tuân thủ chặt chẽ, đảm bảo thực phẩm an toàn, tươi ngon để phục vụ du khách trong những ngày này. Thực phẩm là chúng tôi sẽ lấy làm sao là tươi, sống và đảm bảo là trong quá trình chế biến ấy, nó phải là ăn chín, uống sôi. Tất cả mọi cái đảm bảo, kể cả từ các cái thực phẩm rau xanh là chúng tôi đều qua các cái xử lý nước là khử ozone. Thì sau đấy chúng tôi mới đưa vào thị trường biển. Chúng tôi cũng đã kết hợp với cả bên chỗ vệ sinh an toàn thực phẩm của tỉnh là có những cái kiểm tra định kỳ giám sát về cái mẫu hàng mà các nhà cung cấp đưa đến. Tuần du lịch là dịp quảng bá, lan tỏa hình ảnh đất và người Ninh Bình cùng những giá trị nổi bật toàn cầu của di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Tràng An đến đông đảo du khách trong và ngoài nước. Vì vậy các nhà hàng, khách sạn đều tập trung phát triển thực đơn phong phú, hấp dẫn. Không ít đơn vị đầu tư nghiên cứu, làm mới những món ăn mang đậm thương hiệu ẩm thực vùng đất cố đô như thịt dê, cơm cháy, vừa phù hợp với khẩu vị du khách trong nước, đồng thời tạo ấn tượng tích cực, lan tỏa giá trị truyền thống và nét riêng có của Ninh Bình đến du khách quốc tế. Chúng tôi có hai món ăn sáng tạo, dê nướng Hidden Charm và cơm cháy Hidden Charm. Điểm độc đáo giữa hai món ăn này là sự kết hợp giữa nguồn nguyên liệu bản địa và nước sốt mang phong cách Âu Mỹ, được du khách trong nước và quốc tế rất yêu thích.
Cùng với việc đảm bảo an toàn thực phẩm, công tác an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan xanh sạch đẹp, xây dựng nếp sống văn minh du lịch cũng được quan tâm. Những tuyến đường chính và xung quanh khu du lịch Tam Cốc Bích Động liên tục được quét dọn sạch sẽ, rác thải, chướng ngại vật được thu gọn, tập kết về nơi quy định. Chính quyền địa phương chúng tôi đã tuyên truyền vận động nhân dân tổ chức thực hiện các đoàn thể ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường, tuyên truyền hướng dẫn cho các nhà hàng kinh doanh khách sạn trên địa bàn xã thực hiện đúng văn minh văn hóa du lịch trên địa bàn, cố gắng tạo điểm nhấn bằng sự thân thiện, bằng chính sự hài lòng của cái khách khi đến với Ninh Hải. Với sự chủ động tích cực của các cấp, ngành, đơn vị và người dân, tuần du lịch Ninh Bình sắc vàng Tam Cốc Tràng An năm 2024 hứa hẹn sẽ thành công tốt đẹp, tiếp tục lan tỏa và khẳng định giá trị thương hiệu du lịch Ninh Bình tới bạn bè trong nước và quốc tế. Sáng nay các thí sinh dự thi bài thi môn chuyên đã hoàn thành. Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025 trên địa bàn tỉnh được đánh giá an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi này toàn tỉnh có 12.552 thí sinh đăng ký dự thi và tuyển thẳng, trong đó có 12.448 thí sinh đăng ký dự thi và 104 thí sinh được xét tuyển thẳng theo quy định. Sau khi hoàn thành các bài thi, đa số thí sinh nhận định đề thi ở mức độ vừa phải, đúng trọng tâm, nội dung ôn luyện được phân hóa phù hợp. Em thấy là rất là hạnh phúc vì em đã vượt qua kỳ thi một cách trọn vẹn nhất ạ, để phân loại cũng vừa tầm với học sinh một chút ạ. Đến trường thi thì em thấy an ninh rất là tốt và các anh chị tình nguyện viên rất là nhiệt tình giúp đỡ học sinh đến tận nơi ạ. Sau khi hoàn thành kỳ thi thì em thấy khá thoải mái và mới tự tin và mình có thể đỗ vào trường chuyên Lương Văn Tụy ạ. Các điểm thi để bố trí phòng thi dự phòng, các điều kiện cần thiết, công tác y tế nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho thí sinh và cán bộ làm nhiệm vụ. Xung quanh các khu vực thi, lực lượng chức năng phân luồng giao thông, sắp xếp khu vực để xe cho phụ huynh, không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, gây mất an ninh trật tự. Kỳ thi năm nay tiếp tục phát huy nền nếp công tác tổ chức nghiêm túc, đúng quy chế, khách quan như nhiều năm trước. Thì thường thì các bố mẹ đưa các con đến cổng trường và các cái đội tình nguyện viên hỗ trợ các con vào trong trường. Chúng tôi là tuân thủ luật giao thông với cả là đỗ xe đúng nơi quy định và đảm bảo an ninh trật tự ở điểm thi. Ngoài việc chăm lo cho các cháu về mặt sức khỏe, động viên về mặt tinh thần thì chúng tôi cũng đã sắp xếp về thời gian để đưa đón các cháu rất là cẩn thận. Một cái kỳ thi mà rất là thuận lợi, vừa là các em có một cái tinh thần rất là tốt thì chắc chắn rằng với 2K9 sẽ đạt được kết quả rất là thành công. Toàn ngành đã điều động hơn 2.000 cán bộ giáo viên, nhân viên làm nhiệm vụ coi thi. Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức các đoàn thanh tra kiểm tra đến tất cả các nhà trường nơi đặt điểm thi. Kỳ thi đã nhận được sự quan tâm, hỗ trợ tích cực, phối hợp hiệu quả của các ban ngành, lực lượng chức năng và toàn xã hội nhằm hỗ trợ thí sinh và người nhà trong quá trình diễn ra kỳ thi. Thì Thành đoàn Ninh Bình đã thành lập các đội hình tình nguyện nằm ở các điểm trường thi, tổ chức các phân công các bạn đoàn viên thanh niên hỗ trợ cho các em trong cái việc gửi đồ và hỗ trợ ví dụ như là tiếp nước cho các em hoặc là cho phụ huynh trong cái thời gian đợi chờ các em thời gian nắng nóng này. Cũng là một phần nào đấy động viên cho tinh thần các em trong cái kỳ thi căng thẳng và cũng mong rằng là các em sẽ có một cái kết quả tốt nhất trong kỳ thi lần này. Đánh giá bước đầu cho thấy tất cả lực lượng làm nhiệm vụ đã nỗ lực nêu cao tinh thần trách nhiệm để tổ chức kỳ thi, bảo đảm nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế và đúng lịch trình. Thực hiện văn bản số 214 ngày 3 tháng 6 năm 2024 của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai về việc ứng phó với mưa lớn, kèm lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện một số nội dung sau. 1. Theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo thiên tai, thời tiết, thông báo hướng dẫn kịp thời thường xuyên cho các cấp chính quyền, người dân để chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại, sẵn sàng lực lượng tại chỗ để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả nếu có. 2. Triển khai lực lượng kiểm tra rà soát các khu dân cư ven sông suối, khu vực thấp trũng có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động khơi thông dòng chảy, tổ chức di dời sơ tán người dân khi có tình huống xảy ra. 3. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi tỉnh chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan, sẵn sàng vận hành các công trình phòng khi có mưa lớn xảy ra gây ngập úng.
4. Đài phát thanh và truyền hình tỉnh, báo Ninh Bình, hệ thống đài truyền thanh các cấp, tuyên truyền phổ biến hướng dẫn người dân cách nhận biết, kỹ năng ứng phó mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh và mưa lớn lũ quét sạt lở đất để giảm thiểu thiệt hại. 5. Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về văn phòng thường trực ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh.